chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Sandan 710, một toàn mẫu xe đạp số hình cao giá rẻ, nó mới đặt về. Xe thì còn rất là mới, với cặp bánh 27,5 inch, đủ chuyển động Shimano Atut. Mẫu Sandan, XS Sandan được các bác yêu chuộng rất là nhiều. Các bác thấy tổng thể chiếc xe thì còn cái độ mới rất là cao, như là trên xe là không có vết xước nhỏ đáng kể. Chạy bộ chuyển động Shimano Atut với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, xe có 27 tốc độ khác nhau. Bộ bánh 27,5 inch thì vẫn là nguyên bản. Phần ni lông của chiếc xe thì nó được trang bị bộ tay bấm của Shimano Atut, thân dầu Shimano giảm sóc theo xe, bánh bi vòng, em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian. Em đo từ tâm trục đạp đến khóa cục yên là 44 cm, rồi khóa yên đến tâm cục cốt là 57 cm, thì xe phù hợp các bác từ khoảng 1m63 đến 1m75 thì phù hợp. Tút 9 tầng lít 3 đĩa và 27 tốc độ. Chuyển động này như các bác thấy trên hình cực kỳ là mượt mà, đúng nhẹ nhàng lên máy. Mẫu xe này đang bán với giá mức giá là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.